Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang ở lễ hội Chùa Lương tại xã Hải Anh và đây là tiết mục leo cầu ngô. Như vậy là gần được mọi người ạ. Leo cây cầu này rất là khó luôn. Ở giữa này thì là ba cây luồng được chằng chống rất là chắc chắn và có một sợi dây thừng và một cây luồng khá là dài. Khi mà leo ra đây thì sẽ có cái độ tròng trành và rất là khó để giữ cân bằng. Rất là khó các bạn ạ, không dễ để leo được ra tới đích của cây cầu này. Và phân nửa chờ đợi chúng ta là 50.000, một lượt chơi 50.000 nếu chúng ta được chạm vào bảy nút đỏ quét bất điểm. Và khi la được cái dây đỏ kia thì là được 50.000 nha mọi người. Bây giờ lên là lấy phần thưởng 50k. Số nào nhìn rõ điện thoại mà nói. Từ khi bắt đầu màn khai mạc trò chơi dân gian leo cầu ngô của chương trình do đoàn thanh niên xã Hải Anh tổ chức, đã có nhiều những vận động viên của chúng ta đã cùng trò chơi này. Có một số vận động viên của chúng ta đã đạt được đến mức vạch đỏ. Ban tổ chức thì chúng tôi sẽ xử lý thuốc quan sát kịp thời. Hiện tại thì các quan sát của chúng tôi, người chơi vẫn đang háo hức, đang sẵn sàng. Vâng, quãng đường đến với sự thành công của chúng ta tuy gian nan nhưng mà nó không hề xa. Chỉ 3 mét rưỡi là chúng ta đã đạt được mức thành công. Thành công chúng ta đạt được quãng đường của ban tổ chức là 50.000. Và chúng ta có thể chơi rất nhiều người. Một tí là được. Và người chơi của chúng ta còn cách vạch xuất phát chỉ 20cm nữa. Cố lên, một lần vấp ngã thì lần sau của chúng ta sẽ thành công hơn. Xin mời người chơi tiếp theo. Người chơi tiếp theo của chúng ta sẵn sàng đi ạ. Vâng, một ấn tượng dành cho người chơi của chúng ta. Bạn đã chạm được bạn đặc biệt của trò chơi. Vâng, phần thưởng trị giá 50.000 xin được trao cho bạn. Và xin mời các bạn trẻ, các đồng chí đoàn viên thanh niên, chúng ta có nhu cầu thử sức với chiếc cầu ngô này, chúng ta trở về với khu tổ chức trò chơi dân gian. Vâng, những người chơi